Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số nội dung chính như sau. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Triệu kiểm tra rừng định kỳ theo kế hoạch số 57KH/THU. Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đợt 38. 43 người nộp thuế nợ hơn 55 tỷ đồng tiền thuế. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Vật giá leo thang, siêu thị bình ổn giá. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 3 năm 2022, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu cùng đoàn công tác của thành phố đã tổ chức đi kiểm tra rừng định kỳ theo kế hoạch số 57KH/THU ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Thành ủy. Địa điểm kiểm tra các khu vực rừng thuộc xã Đam Ri. Xã Đam Ri hiện có 104,64 hectare rừng, nằm chủ yếu ở tiểu khu 457 và 466. Trong đó, diện tích doanh nghiệp thuê rừng là 87,46 hectare, diện tích hộ gia đình thuê rừng để trồng cây phân tán phủ xanh đồi trọc là 17 hectare. Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý đất lâm nghiệp do giá đất tăng đột biến, diện tích đất rừng nằm rải rác và gần các vườn cây nông nghiệp của các nông hộ, việc giải tỏa các hộ lấn chiếm đất lâm nghiệp chưa thật sự đồng đều. Tuy nhiên, với nhiều cố gắng nỗ lực chung, xã Đam Ri đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp hạt kiểm lâm rà soát toàn bộ các đối tượng chuyên phá rừng, lấn chiếm đất rừng, các đối tượng vi phạm lấn chiếm đất rừng để trao đổi, vận động không tham gia phá rừng, sẵn sàng tham gia tố giác tội phạm, tham gia quản lý bảo vệ rừng. Cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã Đam Ri cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng kế hoạch bảo vệ diện tích rừng hiện còn và khoanh nuôi tái sinh, thực hiện ký cam kết với các chủ rừng, đồng thời ban hành nhiều văn bản đảm bảo công tác bảo vệ và phát triển rừng ở cơ sở. Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền xã Đam Ri hàng năm phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra về quản lý bảo vệ rừng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã mỗi tháng ít nhất phải đi kiểm tra rừng, dự án có rừng để nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và xử lý vi phạm. Hàng tuần có báo cáo về công tác quản lý bảo vệ rừng, số liệu phải được cập nhật hàng ngày. Đồng chí Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu bằng hình thức đưa ra khỏi ngành, giáng chức hoặc điều chuyển công tác khi để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp nghiêm trọng kéo dài. Nếu tổ chức cá nhân có dấu hiệu tiếp tay, bao che cho các đối tượng vi phạm thì chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý. Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 đợt 38 trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố tiến hành tiêm vét mũi 2 vaccine AstraZeneca cho các trường hợp đã tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca đủ từ 28 ngày trở lên. Tiêm liều nhắc lại cho các trường hợp đã tiêm vaccine AstraZeneca sau mũi 2 đủ từ 3 tháng trở lên. Thời gian tiêm ngừa của đợt 38 là từ ngày 18 tháng 3 năm 2022 đến ngày 22 tháng 3 năm 2022, tiêm vét đến ngày 27 tháng 3 năm 2022. Việc tiêm ngừa vaccine phòng bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đợt 38 được thực hiện theo nguyên tắc huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm các khoa, phòng, trạm y tế, các ban ngành đoàn thể tại địa phương để tổ chức đợt tiêm. Tổ chức tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vaccine và an toàn tiêm chủng, đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao. Được triển khai theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, lưu động trên địa bàn. Căn cứ Điều 100, Luật Quản lý thuế và tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp, đồng thời để đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về thuế, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng ban hành thông báo số 822/TB-CTLDO ngày 15 tháng 3 năm 2022 công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế, không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật. Theo đó, tính đến ngày 28 tháng 2, có 43 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nợ thuế. Tổng số tiền chậm thuế là 55 tỷ 945 triệu đồng. Trong đó, các doanh nghiệp nợ thuế chủ yếu nằm ở thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt. Các doanh nghiệp còn lại nằm rải rác ở các huyện Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương, Lạc Dương và Bảo Lâm. Ngoài ra, còn có hai doanh nghiệp ngoài tỉnh nợ thuế tại Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng là 1 tỷ 252 triệu. Riêng thành phố Bảo Lộc có 5 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền nợ thuế là 8 tỷ 074 triệu đồng. Được biết đây là các trường hợp đã được cơ quan thuế áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ động, cưỡng chế nợ thuế theo luật quản lý thuế, nhưng người nộp thuế vẫn chây ì dây dưa không nộp thuế đúng thời hạn vào ngân sách nhà nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định công nhận tỉnh Lâm Đồng duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
Trong tháng 2 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng lập hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận Lâm Đồng đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2021, tỉnh Lâm Đồng có 296 trường mầm non. Số trẻ 5 tuổi ở Lâm Đồng đến trường đạt 99,87%, tăng 0,27% so với năm học trước. Ngành giáo dục đào tạo đã triển khai đánh giá sự phát triển của trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi tại 12 huyện thành phố và tại 100% trường mầm non. Qua theo dõi và chăm sóc sức khỏe thường xuyên, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cân nặng còn 4,3%, trẻ thấp còi theo độ tuổi còn 6,7%. Kết quả 142 trên 142 xã phường thị trấn đủ điều kiện công nhận, duy trì và đạt chuẩn giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đủ tiêu chuẩn công nhận 12 huyện thành phố duy trì kết quả đạt chuẩn giáo dục phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tương tự mầm non, bậc tiểu học 142 trên 142 xã phường thị trấn đều đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Đối với giáo dục trung học cơ sở ở Lâm Đồng, cuối năm 2021, mức độ 1 đạt tỷ lệ 2,8%. Mức độ 2 đạt 44,4%, mức độ 3 đạt 52,8%. 100% huyện thành phố đủ điều kiện đạt chuẩn giáo dục phổ cập trung học cơ sở. 12 trên 12 huyện thành phố đạt chuẩn mức độ 2, huyện Đà Tẻ và thành phố Đà Lạt mức độ 3. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 3 năm 2022, tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp cùng tập đoàn Hoa Sen và công ty truyền thông Bi tổ chức vòng bán kết bảng phong trào cuộc thi Đà Lạt Best Dance Crew 2022 Hoa Sen Home Cup. Tham gia vòng bán kết, đơn vị thành phố Bảo Lộc có 3 trường tham gia là Trung học Phổ thông Nguyễn Du, Trung học Phổ thông Bảo Lộc và Trung học Phổ thông chuyên Bảo Lộc. Cuộc thi Đà Lạt Best Dance Crew 2022 Hoa Sen Home Cup được tổ chức nhằm tạo sân chơi, môi trường giải trí lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên, phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh nhà trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đồng thời, cuộc thi cũng tạo khí thế sôi nổi chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022, hưởng ứng tuần lễ vàng du lịch, góp phần kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, Đà Lạt. Giải nhì thuộc về đội trường Trung học Phổ thông chuyên Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc. Giải ba được trao cho đội Trung học Phổ thông Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc. Vòng chung kết bảng phong trào được diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2022 tại quảng trường Lâm Viên và có cơ hội giành được giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Thời gian qua, thực hiện chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc đã tuyên truyền phát động các tập thể cá nhân từ thành phố đến cơ sở tham gia lao động công ích, thu gom phế liệu, làm bánh chưng, nấu ăn, vận động các mạnh thường quân đóng góp để gây quỹ. Qua đó, hội đã trao hơn 1.000 xuất quà san sẻ yêu thương cho phụ nữ và trẻ em nghèo, khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Những phần quà san sẻ yêu thương do Hội Phụ nữ thành phố phát động đã góp phần chung tay hỗ trợ động viên nhiều chị em hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống. Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân phường 2 đã tổ chức lễ phát động tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic năm 2022. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 300 vận động viên đến từ 23 tổ dân phố trên địa bàn phường. Thực hiện lời dạy của Bác, mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Trong không khí vô cùng hào hứng và sôi nổi, sau khi nghe hiệu lệnh từ ban tổ chức, các vận động viên đã cùng nhau xuất phát từ trước Ủy ban Nhân dân phường, qua tuyến đường Thủ Khoa Huân, qua đường Hồng Bàng, đường Phạm Ngũ Lão, đường Quang Trung, đến đường Võ Thị Sáu và kết thúc về lại Ủy ban Nhân dân phường. Ban tổ chức cũng tiến hành trao giải thưởng cho các nội dung, giải nam cao tuổi, nữ cao tuổi từ 55 tuổi trở lên và giải trẻ tuổi cho các vận động viên từ 55 tuổi trở xuống. Qua chương trình, nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể dục thể thao tại cơ sở, hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước. Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Lộc Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027, nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn xã khóa 5, nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
trong nhiệm kỳ qua, vượt qua mọi khó khăn thách thức dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân và các ban ngành đoàn thể địa phương. Tuổi trẻ Lộc Châu đã phát huy những thuận lợi, tích cực lao động, học tập, sáng tạo, xung kích đi đầu với tinh thần dám nghĩ, dám làm. Phong trào thanh niên tình nguyện đã được đoàn triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ, thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, phối hợp với các đoàn thể chính trị ở địa phương, huy động gần 3 tấn rau củ quả các loại, hỗ trợ cho các vùng tâm dịch. Tham gia xây dựng 9 công trình phần việc thanh niên với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo, đoàn xã đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến thanh niên đồng bào, giới thiệu những mô hình điển hình tiên tiến, các cá nhân tập thể có ý tưởng giải pháp sáng tạo. Hàng năm, đoàn đã phối hợp với công an địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định luật phòng chống ma túy, luật an toàn giao thông đường bộ. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào cây trồng vật nuôi có năng suất cao, cũng như tổ chức hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng, sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Trong nhiệm kỳ mới 2022-2027, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Lộc Châu hướng đến các chỉ tiêu như 90% liên đội đạt danh hiệu liên đội mạnh các cấp, 100% các chi đoàn hành động thiết thực về an toàn giao thông, khai thác nguồn vốn để hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất, học tập, cũng như chú trọng các hoạt động chăm lo cho các em thiếu niên nhi đồng. Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Phường Bà Lao đã triển khai nhiều hoạt động trọng tâm, trọng điểm như chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu, hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi. Đặc biệt, trong năm 2021, đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát, Đoàn Thanh niên Phường Bà Lao đã phối hợp với các đoàn thể huy động gần 5 tấn rau củ quả các loại, hỗ trợ cho các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Phối hợp vận động cho 1.200 kính chống giọt bắn cho các tuyến đầu chống dịch, khu cách ly Tôn Đức Thắng. Cùng với đó, đoàn phường đã tích cực đẩy mạnh các phong trào chăm lo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và các đối tượng khó khăn trên địa bàn, thông qua các quỹ khuyến học, thắp sáng ước mơ. Trong nhiệm kỳ, đoàn phường đã tham gia xây dựng 4 công trình phần việc thanh niên với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng với các công trình thiết yếu phục vụ nhân dân. Theo thông tin từ Công an thành phố Bảo Lộc, tính đến đầu năm 2022, thành phố Bảo Lộc đã xây dựng được 31 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được nhân rộng và đang duy trì hoạt động từ 48 điểm. Trong đó có 23 mô hình do cấp xã phường quản lý, 8 mô hình do Công an Bảo Lộc và các đoàn thể cấp thành phố quản lý. Trong đó nổi bật nhất là mô hình camera an ninh với gần 300 mắt camera trên khắp các tuyến đường, khu vực trọng điểm ở 11 trên 11 xã phường. Qua đó giúp làm rõ nhiều vụ việc phức tạp về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm các loại tội phạm trên địa bàn. Các mô hình giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội được xây dựng tại các giáo xứ, họ đạo, góp phần kiềm chế làm giảm tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn. Từ đó đã cung cấp cho lực lượng công an 705 tin liên quan an ninh trật tự, với 403 tin có giá trị. Qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Bảo Lộc để cùng đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu liên tục tăng đã gây áp lực rất lớn đến thị trường hàng hóa cũng như đời sống của người dân. Tuy nhiên, để đảm bảo bình ổn giá, siêu thị Co.op Mart Bảo Lộc, đơn vị bán lẻ thuộc Tổ chức Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ bình ổn giá hàng hóa cho khách tiêu dùng. Co.op Mart Bảo Lộc được biết đến là doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu tại địa bàn thành phố Bảo Lộc. Kể từ khi thành lập đến nay, Co.op Mart Bảo Lộc đã luôn tuân thủ các điều kiện kinh doanh cũng như tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là tạo nguồn hàng bền vững, thực hiện bình ổn thị trường thông qua cân đối cung cầu, thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại, gia tăng hiệu quả lưu thông hàng hóa, là cầu nối tốt nhất giữa nhà sản xuất với khách hàng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng địa phương. Những tháng đầu năm 2022, giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng cao, kéo theo sự gia tăng về chi phí dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm. Thế nhưng nhờ sự chủ động dự trữ từ sớm, nên đến thời điểm hiện tại, đơn vị vẫn đang nỗ lực giữ giá cho các mặt hàng. Ban giám đốc siêu thị cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp để có mức giá hợp lý nhất trong quá trình phân phối. Hiện nay tình hình xăng dầu đang tăng giá thì ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến các cái loại hàng hóa nguyên vật liệu. Co.op Mart Bảo Lộc cũng là một đơn vị bán lẻ tất cả hàng hóa của các nhà cung cấp, cho nên nói thẳng ra thì cũng có ảnh hưởng. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, nhất là đợt Tết, Co.op Mart của chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch dự trữ hàng hóa để bình ổn thị trường trong dịp Tết.
Và từ cái dịp Tết đó là dự báo tình hình nó sẽ có thể biến động về giá cả do xăng dầu. Do đó chúng tôi cũng có kế hoạch dự trữ tiếp cho những cái hàng thiết yếu để kinh doanh và phục vụ người tiêu dùng từ sau Tết cho đến nay. Và những cái mặt hàng mà chúng tôi đang bình ổn giá và giữ ổn định giá như đợt Tết gồm có là thịt gia súc, dầu ăn, gạo, các loại rau, củ quả, gia vị, mì gói, sữa và các cái hàng phòng chống dịch của các cái ngành hàng thực phẩm cũng như là hàng hóa phẩm của siêu thị chúng tôi. Cùng với việc đảm bảo bình ổn giá cả nhằm tạo thuận lợi cho người tiêu dùng địa phương, Co-op Bảo Lộc công khai giá cả, xuất xứ hàng hóa, góp phần rất lớn trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Cùng với hàng trăm đầu kệ, hàng ngàn mặt hàng, sản phẩm, thế nhưng trên mỗi loại mặt hàng, Co-op Bảo Lộc đều thông tin công khai minh bạch giá cả, nguồn gốc xuất xứ. Các sản phẩm cùng loại được sắp xếp gần nhau để khách hàng dễ dàng trong việc chọn lựa cũng như so sánh giá cả, chất lượng từng sản phẩm. Siêu thị đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát đầu vào hàng hóa với việc truy xuất nguồn gốc rõ ràng, thường xuyên lấy mẫu thử nghiệm để kiểm tra hàng hóa có đáp ứng đủ nhu cầu tiêu chí mà nhà cung cấp đã cam kết hay không. Và hệ thống siêu thị Sài Gòn Co-op cũng đã bắt đầu thực hiện lộ trình giảm giá hàng hóa theo thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống còn 8% với hơn 10.000 sản phẩm, giúp cho khách hàng an tâm và thoải mái mua sắm hơn. Về cái bình ổn thị trường là Co-op là một đơn vị bán lẻ nhưng cũng là thực hiện quy định và ý nghĩa của việc bình ổn thị trường ở tại địa bàn phục vụ. Do đó là chúng tôi cũng đã thường xuyên làm việc với các nhà cung cấp để cố gắng giữ giá trong giai đoạn khó khăn hiện nay khi xăng dầu tăng giá. Tuy nhiên cũng có một cái thuận lợi là vừa rồi nhà nước cũng cho giảm được cái thuế giá trị gia tăng 2%. Do đó đây cũng là một cái giúp cho cân bằng được cái tăng giá xăng dầu để cho người dân có thể mua hàng hóa được giảm thêm theo cái thuế VAT của nhà nước đã điều chỉnh. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mặc dù ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm nay không được tổ chức sôi động như mọi năm, nhưng quyền của người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị hoặc mua hàng online qua các kênh truyền hình HTV Coop, web, fanpage của Sài Gòn Coop được bảo vệ mọi lúc, mọi nơi. Có thể nói chính sách minh bạch, công khai rộng rãi, cơ chế thực hiện hợp lý, các chương trình của siêu thị Co-op đã đảm bảo thỏa mãn những nhu cầu cơ bản là quyền được an toàn, quyền được thông tin, quyền được lựa chọn của khách hàng. Và điều này đã góp phần tạo nên thương hiệu Co-op để Co-op thực sự trở thành người bạn của mọi nhà. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.